Ok, chào anh em nhá. Hiện tại là mình đang đứng bên cạnh đây là một anh chủ xe một chiếc Future. Anh chào anh em trên này nhé. Chào mọi người nhé. Vâng. Anh giới thiệu anh em, anh tên gì nhỉ? Mình tên là Hưng, mình ở khu đô thị Linh Đàm. Nay đang bán cho anh Kiên cái xe Future X. Vâng. Vâng, anh là chính chủ. Anh đến anh bán một chiếc Future X. Và anh em hỏi ạ. Anh làm ở viện kiểm sát nhân dân tối cao nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Làm cùng Long. Vâng, anh làm cùng với Long nhé. Long nhà em. Đây em có thể dắt xe con xe này ra để cho anh em kiểm tra anh cái. Con xe này có ngon không ấy? Con này thì mình mua chính chủ sang tên xong lại sang tên chính chủ mình. Tức là mình là chủ thứ hai. Vâng vâng. Con này thì máy của nó đi lướt mà thích lắm. Máy không? Em kiểm tra đi, đây mà. Đi còn thích hơn FE ấy. Con này không có FE nhưng mà đi thích hơn FE. Vâng. Con này của anh là Future X nhá. Cái xe này thì em nghĩ là của anh là chắc bây giờ thì trong miền Nam thôi, trong miền Nam thì anh em sẽ rất là thích cái dòng này. Ông có thể quay một vòng cho con xe này cái. Dạ. Này yên còn nguyên bản này, yên hay lắm còn nguyên này, nói chung là chưa có một cái gì lai tạp cả. Vâng. Đấy, anh em thấy anh cũng hò hẹn với nhau, hai anh em hò hẹn nhau mấy lần rồi nhỉ? Đúng rồi, xe đẹp lắm. Hò hẹn nhau mấy lần rồi, xong con này. Đấy, để em lắc cái xe này ra để đây. Đấy. Xe này có cục máy thì con này cục máy đẹp nhất là cục máy đấy. Được, đúng rồi. Phải nói đẹp nhất là cục máy. Đúng rồi, em nhìn cái cục máy con này của anh tương đối căng con này. Ok. Đấy con này vành máy 5 nan thì nói chung là cũng còn hanh vàng, nói chung là xe cũng vừa vừa phải cũng được. Nói chung là cũng máy nổ rồi đấy, nó êm đấy nhỉ. Máy êm lắm, máy đúng đi rồi. Mà nó lướt lắm. Vâng, êm thút thít. Thút thít. Thút thít, đúng nghĩa thút thít, đúng từ thút thít đấy. Đấy, thì thầm này. Hạc ấy nhỉ. Đấy, con này được cái là xe nguyên bản, máy móc của anh ok, nhưng em nghĩ là bây giờ dòng Future này cũng nhiều người, anh em cũng rất nhiều người rất là ưa chuộng, nhưng đặc biệt là những anh em trong miền Nam rất là thích anh nhỉ. Xe đời này nó lại hay hơn là cái Future mập thì không bằng. Vâng, Future này đi thích hơn. Được, máy cũng được nhỉ. Đẹp lắm. Vâng. Anh ạ. Xe này ngon á, cục máy đầu bò được ấy, nhìn trông đẹp đấy, đây cục đó quay gần đây cho con. Đó được. Xe nó vuông vắn. Cái số xe nó cũng gọi là vừa cũng bị khó xuất sát đấy. Rất là tiếc anh không dán ni lông. Vâng, không dán ni lông mà còn nhỏ. Được như này là còn đẹp lắm. Vâng, rồi. Không sơn tí nào. Vâng. Không em... lai một giọt sơn. Vâng. sơn ta. Đúng rồi, không giọt ta. Em nó sản xuất 2010 nhá. Xe này sản xuất 2010. Được, con này em chỉ thích một cái máy anh. Ok, cảm ơn anh để cho em chiếc xe nhá. Anh để cho em chiếc này là bao nhiêu tiền đấy? Mình để cho Kiên là 21 triệu. 21 triệu nhá. Đấy, có ai quan tâm 21 triệu không bớt. Không bớt, thật ra đầu tiên anh cũng dự kỳ vọng của anh là 25-26 đúng không? Thế là thôi anh em qua anh em mình cũng thuyết phục mãi đấy. Thuyết phục anh mất đến 2-3 tháng trời. À, còn hàng tháng giờ thì trước đây rồi. Cứ phải gặp em kia mới bán ấy. Xe này em cũng phải gặp em mới bán. Đúng rồi, không chỉ bán cho giám đốc Kiên thôi, đấy. Không bán ai đâu. Vâng. Thì qua ai hữu duyên thì mua một chiếc xe này của anh thì về nghĩ là cũng rất là phù hợp anh nhỉ? Rất là thích đấy. Ai okay. Mua được con này đi thì thích lắm. Vâng. Con này nó không phải hàng trưng bày nhưng mà nó đi thì thích lắm. Được. Gọi là cũng anh ấy làm ở viện kiểm sát nhân dân tối cao thì chắc chắn là cái lời nói thì gần như coi là nó là chuẩn anh nhỉ. Ok, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh đã để cho em chiếc xe đẹp. Anh ấy đổi một chiếc BC của em đúng không? Đây lấy lại con xe này. Anh cũng xem lại đổi BC chứ. đây xe BC này. Vì đổi xe này mới phải bán xe này thôi mà. Vâng, vì đổi xe này mới bán xe này đấy. chiếc xe này anh mua hôm ấy anh mua của em cũng trên line anh nhỉ. Đúng rồi, vâng, chốt mua. Tọc trên line hôm nay đến lấy đấy. Vâng. Mua trên line, con này của em. Con này cũng đẹp lắm, con này chất. Cũng chất này nhỉ, đấy thực tế đấy em này. Ít đi nó kiểu nó xính thế này nó cứ mốc này, đúng ít rồi. Đi mới tuyệt vời này. Chứ nó mà bóng loáng này lại không được. Đúng rồi. Anh nhận không? Dùng ít, nó cái này anh về cần thiết anh xịt sơn mờ một tí. Xịt mờ hoặc cái lau đi, cứ lau rồi. Cứ đi nhiều là khác đẹp. Đi nhiều nó khác đẹp. Đi nhiều khác đẹp. Chuẩn. Vâng. Chắc là thủ tục xong rồi đúng không? Tiền đâu chắc ổn rồi đúng không? Vâng. Vâng, em anh chào các anh trên này. Trong Cinemix. Ok, em cảm ơn anh nhá. Vâng. Ai có thích chiếc xe này của anh hay không thì mình mua là của anh là 21 triệu nhá. Thì mình cộng 3 triệu chiếc xe này để cho anh em tình cảm. Đây vừa về một chiếc xe Oi này nhá. Vừa về một chiếc xe Oi này. Có xe Oi này thì hình thức thì nó là bình thường, nhưng cái là nó rất là có một cái đặc biệt là máy nguyên. Đấy, có thể quay máy. Ok. Đấy. Ấy hai anh đi một xe à? Vâng, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh tên gì nhỉ? Anh tên gì? Mình tên là Vinh. Vinh nhỉ? Anh tác cùng. Anh cũng ở viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ok, cũng là công tác cùng. Hai anh xong xuôi đúng dáng đấy nhỉ. Anh
bán nhá. Ok, chắc là không có máy nào chụp ảnh. Đấy. Đây một chiếc xe này là của nó là máy nguyên nhá, chiếc xe này Uy Alpha đầy đầu máy nguyên. Con này nó được một cái ưu điểm là cục máy nó rất là chất. Nhưng con này nó có một cái khuyết điểm là con này là có một khuyết điểm là nó lắp vành đúc nhá. Không có yếm nhá, lắp vành đúc. Đây có thể quay vòng cho con. Đây rồi ok. Biển số em nó 33 rùa. Điểm yếu của nó là thay bô nhá, bô win. Vào lấy anh cái chìa khóa cái xe này cái. Đấy, con xe này mình hợp lý mình vừa mua 8 triệu nhá. Anh em có quan tâm thì con xe này mà được cái máy nguyên, xe này rút hồ sơ. Đó, anh em ai quan tâm thì mình cộng con này hết 1,7 triệu nhá. Máy nguyên ông có thể quay lại con cục máy này. Đây cái lốc này rất là đẹp này. Lốc này chưa sơn lại này. Xe này anh em trong miền Nam là rất là chuộng nhá. Đây này. Chưa sơn lại nhá. Cục máy được. Con này là con đầu tiên chế cơ không mua. Đấy. Con này là mình bán là mình cộng 1,7 triệu nhá. Đây vừa về đây máy nổ, đây là mình nổ máy con này. Nổ máy nó rất là chất luôn. Đấy. Đây. Máy rất chất nhá. Mình đang lắp Bowin nhưng mà máy rất ngon. Đấy. Đấy. Con xe này xe đi làm đi ăn thôi nhá, nhưng mà ai những thích chiếc xe cổ, chiếc xe 100. Đặc biệt anh em về có thể thay nhựa những cái thứ đẹp, nhưng mà con này ưu điểm là máy zin. Nó rất là quý. Ok, đây hiện tại là mình vừa về một chiếc xe Hybrid bản 2021. Đấy, chủ xe đang trong nhà đang viết giấy bán nhá. Con xe này là mình trực tiếp là mình có mua của một đại ca hôm qua. Một đại ca đang ngồi góc ngoài kia, là một đại ca đi cùng. Thấy ngứa nghề cũng bán nốt con này nữa luôn. Đâu có thể quay con xe, con vòng con xe này. Một đôi 88 nhá, hôm chiều qua bằng giờ này cũng mua một chiếc. Bây giờ mình mua một chiếc. Đấy. Đây xe này đây. Xe rất là đẹp nhá. Ông anh đi cùng qua là đến bán một chiếc. Anh có thể ra đây với em một tí không? Anh báo giá. À không ra đâu. Anh ấy ngại. Ok. Con này mới chạy được 9.000 cây nhá, xe dán đi lông, xe rất là đẹp. Đấy. Hôm qua mình mua như vì con này đuôi nó biển đẹp hơn. Con này biển 88 đăng ký xe của nó 2021 nhá. Đây mới đi đâu. Đây. Quay con. 9.000 cây này, không có lỗi nhỏ đâu. Mình mua con này là 37 triệu nhá. Chủ xe trong nhà bảo nếu như anh mà like nhá là em sẽ không bán. Anh mà quay trực tiếp anh em sẽ không bán, vì mình thấy mình rất là tôn trọng chủ xe, chính chủ luôn nhá. Đi trong nhà. Chiều qua một anh bán một chiếc xe đuôi 49 cũng cùng hai con xe này cùng nhau nhá, cùng bán. Thế hiện tại là mình mua con này 37 triệu. Đấy. Với anh em ai quan tâm thì mình cộng cái này 2 triệu rưỡi nhá. Xe rất là đẹp. Anh em mới chọn được xe nào chưa? Chưa biết được. Vâng. Ok. Vâng thì anh theo dõi nhá, theo dõi có gì thì ủng hộ em nhá. Rồi. Anh ở đâu, ở đây ở gần đây không? Gần đây. À Chèm, anh ở Chèm. Một đôi. Ok, cảm ơn anh nhá, bắt tay rồi. Cũng biết nhau rồi đúng không? Rồi. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Anh đi nhá. Vâng. Toàn đấy, con xe này sao? Dạ, con xe rồi. Xe em à? Cái xe này của Hùng nhá nào, bố trí nào. Anh em quý con này quá mà không biết là chưa mua được. Ra đây nào, Hùng. Anh nghĩ là em thủng đấy. Dễ thủng đấy. Anh nghĩ là một video này chưa chắc anh em mình đã mua được con này. Thì thôi anh tiện đây anh cũng sẽ vẫn lên video. Anh xin phép anh Hùng chào anh em trên này cái. Ok. Đây anh xin phép anh cải mic nha. Đấy, hôm qua là cái xe này Hùng cũng lâu rồi, anh em cũng có cơ kéo xẻ lâu rồi. Anh nghĩ là em cũng tiếc con xe này đúng không? Vâng. Rất là tiếc. Đấy, anh mua là 21 triệu rồi cộng 3 triệu. Ê, Hùng bán con này là bao tiền đấy? Em hôm trước em bảo anh là 6... Bảo lấy anh vào Nhung, tôi đồng Nhung điện thoại. Em bảo anh là 62 triệu thì thôi, giờ em lùi xuống 59 triệu. Không bán được đâu. Quán lốp trước. Ờ ấy, đúng rồi. Xe giày bóng bọc hết quán lốp trước. Lốp trước mòn rồi, không bán được rồi. Anh nghĩ con này là chắc anh em lại đi về thôi, vì không mua được. Lại đi về. Giờ này con này bây giờ em phải xác định anh tổng khoảng 5 sọi. Ui, chịu chết.
hơi bị căng đấy. Thế em biết là càng ngày xe anh em nó càng rõ giá. Rõ sao cháu? Cắt tóc công chứng ạ. Công chứng được. Em cháu cứ lấy cho chú một cái chứng minh thư này, số điện thoại vào Zalo, đúng số điện thoại của bạn anh ấy vào Zalo nháy máy. Ok, có Zalo là mua. Chắc là không xong. Không được. Ok. Yeah. 50-51 triệu không xong. Không. Hôm trước lắm 7 triệu em trả, nay lại 50-51 thì bây giờ thì nó lại xa vời mất rồi. Rồi thế đi về. Nhiều cái nó hay hơn nhiều. Về để bao giờ anh vơi xe thì lại mang ra. Nhiều anh em nhiều xe, nhiều đứa khác xinh hơn. Đấy trong cuộc sống đôi khi là cô này xinh rồi cô khác còn xinh hơn. Ok. Ok chào mừng Hùng nhá. Vâng. Chắc anh em mang về. Vâng. Anh xin mic. Hùng chào anh em trên này cái. Ok. Đôi khi cuộc sống nó không đơn giản như là mơ. Em đi. Đây mình ông bà vào đây, mời mọi người vào đây, đây giới thiệu một số xe đây.